Vâng, và như thường lệ, hôm nay DJ của chúng ta Kenji. Xin chào mọi người, mình là Kenji và hôm nay mình sẽ làm DJ. Trời ơi, ngắn gọn với em. Trong chương trình nào thì VA36 cũng sẽ mời đến đây một khách mời để cùng đồng hành với VA36. Và hôm nay, khách mời của chúng ta là một chị gái vô cùng dễ thương, một model có cái tên cực kỳ là đặc biệt. Xin mời chị Thiếu Đan. Ê chị ơi, đứng cạnh em chị ơi. Đứng cạnh em đi. Chỉ cần phải có cửa, tự vào tìm em đi. Say hoa với giấc mơ có em, oh baby. Dung mà thường là quy luật là khách mời thì phụ nữ là thường là đứng cạnh em. Okay. Đó. Trước khi cùng bọn em vào những trò chơi cực kỳ là gay cấn thì chị có thể giới thiệu bản thân chị với khán giả được không ạ? Xin chào cả nhà, thì đây là Thiêu Lan, đến từ Việt Nam Next Top Model 2016. Và hôm nay thì đến đây thì sở trường là tạo dáng và catwalk, còn sở đoạn là chưa biết. Chơi rồi biết. Không mà chị yên tâm, dù người nào có nhiều sở trường đến đâu thì đến đây gặp bọn em vì những cũng trò chơi cũng sẽ lòi ra sổ đoạn thôi. Ok. Rồi, xin mời chị chỗ. Yeah. Nghe có vẻ đáng sợ. Và trước khi vào đến những trò chơi gay cấn của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với màn Khởi động cùng TikTok. Yeah. Những clip này sẽ được PA36 đăng tải lên trên tài khoản TikTok của PA36. Và mong rằng các bạn sẽ cùng xem, like, share và thả tim cho PA36 nhá. Thank you. Vòng thi đầu tiên có tên là Nghe Nhanh Đáp Lẹ. Ở vòng thi này, DJ sẽ chơi tổng cộng là 15 bài hát. Sau mỗi bài hát, DJ sẽ đếm từ 1 đến 3 hoặc là từ 3 đến 1. Sau đó người chơi sẽ phải thật nhanh chân lên bấm chuông và dự đoán tên của bài hát. Bạn nào mà được điểm cao hơn sẽ về một đội và bạn nào điểm thấp hơn sẽ cùng về một đội để tiếp tục thực hiện những thử thách tiếp theo. Về nhạc nước ngoài thì nói trước là chị không biết nhiều đâu. Nên có gì hỗ trợ gì nha. Rồi DJ ơi, nhớ là chơi ít nhạc nước ngoài thôi nha. Đúng rồi. Khách mời xinh đẹp của mình. Hàn Quốc. Cảm ơn em. Xin mời DJ. Bài đầu tiên. Ba, hai, một. Xin mời chị. Yêu Nam. Yeah. Just the way you are. Chính xác. Hay. Một điểm thôi chị Nam. Đi đi. Ba, hai, một. Sao xa vậy? Bài này là bài Anh Cứ Đi Đi của chị Hai Quân. Và bài tiếp theo nhé. Quá quen thuộc luôn. 3, 2, 1. Một rồi kìa, một rồi. Ui. Xin mời Việt Thi. Dạ, bài này tên là Đi Để Trở Về. Yes. Bài này là đang rất là hot trong thời gian gần đây nha mọi người. Xin mời winner. Sao mình? Đây là vũ đạo của bài, mọi người không tự mừng tưởng em ngã nha. Vũ đạo, vũ, đúng rồi. Vũ đạo bài này là bài mặt luôn em. Dạ, bài này là bài Tempo của nhóm EXO. Wow. Rồi, 2 điểm cho winner. Tại vì trình bày nhảy luôn. Đúng không, đúng không? Người ta làm được hơn thì người ta phải được hơn điểm chứ. Hồi nãy em thi cũng bảo có 2 vân vân. Xin mời DJ. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách món thương được một. Xin mời Mon. Dạ, đây là bài Chiều Hôm Ấy. Yeah. Xin mời DJ. Xin mời DJ. Ghim rồi đó. Xin mời Gina. Bài Eyes, Nose, Lips. Ở đâu? Sai. Bài này là bài Mắt Mũi Môi ạ. Trời ơi, bài chưa 1 điểm. Vừa mới 2 điểm xong. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà. Em biết bài này rồi, em biết bài này. Anh yêu em không thể phải vội. 2, 1. Sao đi? Sao đi? Sao đi? Sao đi?
đến ngày xem. Yeah. Ok. Không, chính ra em cũng muốn chị tát em cái thế. Thôi nào. Bài tiếp theo nhá. Không cho. I can feel you. 3, 2, 1. Ôi, xin mời Gina. Body của Mano. À, sao tôi không trả lời được? Tại em giữ anh lại đó. Ok. Đây là bài What Makes You Beautiful. Quá chuẩn xác. Yeah. Sao không gì? Cái bài gì mà anh? Ê, ê, đây, đây. Bài gì vậy? Nào, nào, trả lời rõ ràng mà nào, trả lời bài này là bài anh đang nơi đâu. Yeah. Yeah. Đâu. 3 điểm cho Việt Thi. Trời ơi, thích bài này lắm mà em quên. Này nhá, anh thật nhá, mấy cái lỗi kiểu đấy là bình thường anh sẽ bắt. Ví dụ Gina là anh sẽ bắt, mà em quên bỏ. Nhân vật bị ghim trong chương trình. Không hiểu sao em bị MC ghim. Và bài tiếp theo nha mọi người. Tất cả mọi người đều ghim cho em. Anh đâu thể nào biết con đơn sẽ như thế nào. Đếm đếm chưa đây. Hãy đếm để khi hôm nay. Trời ơi, đánh nhau. Trời thế một chân dài, em thấy chưa? Em đã biết dài mà. Em đã biết. Yeah. Dạ, đây là bài Bem của Momoland. Yeah. Bem hay Bem? Dạ, Bem. Theo tiếng tay led là bấm. Bấm, 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 bấm. Em đang yêu thương thì mình anh chờ. Tiếng yêu trên bờ môi đã đến phải. Đây là Only You. Rồi, mất luôn. Xin mời winner. Bài này là bài bài gì bài này là bài Only You. Tao thật ra là anh bạn tao hát là Only You rồi em mới bảo chứ mấy người này hát là hát lộn lời cho nên không tới khúc Only You. Anh bảo này, cái quan trọng ấy là người ta hát lộn lời nhưng mà cái tên bài hát người ta đúng không? Rồi mời Kenji. Nước bên ai không phải anh, người ta say bên ai không phải ai. Bài này là bài Gạt Đi Nước Mắt. Rồi sai luôn. Đây là bài Cause I Love You của em ơi, lần sau đập thế là trừ điểm nhá. Hỏng chuông. Và tiếp theo là bài cuối cùng X2. Trời. Bài này là bài Look của GOT7 ạ. Yeah. Vâng, nãy giờ là em có nói luật với chị là ai được nhiều điểm hơn sẽ về một đội và ai được ít điểm hơn sẽ về một đội. Thì em đùa đấy. Đùa đấy. Mới à? Vâng. Hôm nay thì đối với em là em muốn hai đứa em của em có một là chị lớn để kèm cặp cho nó thông minh và phát triển hơn. Đấy, nên là em sẽ xếp cho Mon và Winner là chị sẽ về cùng một đội bên tay phải của em. Don't mess up my team. Thôi anh, bên đây hai người nè, cho nên em qua đây bên đó đi anh. Dạ, em qua bên đây đi cho nó nhanh. Ok, em qua bên này nhá. Dạ. Rồi, Winner sang bên đây. Ồ, vậy luôn hả? Vâng, chị qua đây ạ.